Alo 123 123 Mic check. Lô anh em Việt Nam chơi Shinova. Tiếp tục series nhập môn bú win. Chúng ta đến với con bài bú win thứ hai là con bài di bài ba. Ok, đầu tiên là chúng ta đến với cái size A của map 44 thì tường công basic của nó như thế nào khi mà barrier hạ xuống. Không, anh em ném anh ta sẽ to nè. Ném smoke nè. Đứng lùi về một tí nè, tẻ không nhảy nhá, thì đó là không được nhảy nhá, nhảy là thế à, nó không hở gì hết trơn nè, ok chưa đó. À, cái góc nhìn của địch khi mà nó ăn cái tường là chả thấy mẹ gì hết, thì những thằng nào mà nó cương xe nó đứng đây nó bắn nè, thì anh em có thể là nhiều thằng bắn một thằng thì thằng đó kiểu gì nó cũng phải bỏ thôi. Không thì sau khi khi mà nó bỏ anh em có thể đặt bơm, nó ở ngoài này đặt bơm đó. Tiếp đến là cái tường đánh mid, thì cái tường đánh mid nó đánh như thế nào á, thì sau khi mà barrier nè nó hạ xuống là anh em đi nè, em nghe mid nè, em va chạm với nhau hai bên nè, đúng không, bắn nhau bên trái bắn nhau bên phải bắn gì bắn cho nó ném hết đồ ra đi, bắt đầu chúng ta mới chơi tới chiến thuật mới mới quên nhé. Thì chúng ta là scan nè, ta phải chắc coi là cái thằng ở đây nè, ở đây là nó có thằng nào không, nếu mà nó không có thằng nào hết thì anh em đi vào lại gần nè, ok chưa, kẻ nè mở map lên nhìn thấy cái chỗ này không, cái chỗ này và cái chỗ này nè đó, nó phải che được nha, kẻ từ đây kẻ qua che được những chỗ đó, kẻ nè đó, thì anh em có thể nè bay vào nè đó đó, xong rồi nhanh chóng rồi chạy ra trong sai nè, thằng nào ấy thì lên đây nè đó. Không, nó đứng đây nó không thấy gì đâu mà nó bắn đây, nó mà bắn là nó phải hở cả người ra như thế này nè, hở cả người ra mình bắn nó rất là dễ. Đó, đây là cái wall mid, wall mid để vào B. Ok, đó là chúng ta sẽ có một cái wall vào B. Wall vào B nó như nào, wall rớt B nó như nào là như này nè, khi mà cái màn trắng barrier hạ xuống đúng không, bắt đầu di chuyển nè, em tờ sẽ to nè, em smoke nè, smoke nổ rồi, ok bắt đầu đẩy nè, kẻ nè đứng ở đây nè, nghe kẻ nè mở máu lên thấy đây không đó, ở đây mình đứng ở đây là mình chỉ cho mọi người kẻ, nên là mình phải kẻ chậm smoke nó tan nha, nhưng mà mọi người phải làm phải nhanh nha, smoke mà tan mà có khi bị bắn chết đó. Đó thì kẻ nè, thì ở chỗ này nó hở ra nè, hở ra nè, nhưng mà nếu mà muốn muốn dép á, là không thấy gì đâu nè, không thể chỉ có thể bật ADS lên mà bắn thôi, nhưng mà bật ADS lên mà đứng ở đây á, thì mấy thằng ở dưới nó bắn cho thì không biết đường nào mà lần luôn, đúng không, chỗ này cũng kín đó nè, không kín nè, kín nè, ở cái tường tường xây bi basic thôi. Okay. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với là tường ở cuối cùng 3. Thì tự nhiên xin này bây giờ mình sẽ không đánh ở đây nữa, mà mình có thể đánh ở đây rồi, mọi người có thể là ném lên tên to đây nè, smoke đây nè đó, rồi ra đây đứng nè, đã nè đó, anh ta có thể đứng đây bắn nè, bắn dưới này nè, ở dưới này nó cũng có thể đặt bơm được nè, ok sau khi mà đặt bơm xong á thì anh em đặt bơm này xong anh em khuyến khích là anh em nên nên bắn ở trong này luôn, không cần phải chạy ngược ra ngoài nữa. Không, khi mà có tường mình sẽ bắt đầu mình có lợi thế ở trong này rồi đó, thì mình bắt đầu mình bắn ở trong này luôn, đừng có chạy ra ngoài, bắn như cũ, một cái tường ở mid à, trước khi vào á, anh em chắc xem gọi là bên trái coi có địch không nhé, chắc có hay không chứ pin cho anh em cho những người khác nó biết rồi, kẻ này ok thì có thể đánh được như thế nào, đánh được như này nè. Không, ra đây bắn nè. Đó, xong rồi có thể chạy ra đây nè, chạy ra đây đặt bơm luôn. Không,
chạy ra đó. Một thằng nào đó, mấy thằng hay defend á, là đứng đây nè, bắt mấy thằng defend nè, thằng defend bắn bổ đầu luôn. Đó, còn những thằng khác thì nó đẩy theo tường này, đẩy theo tường này, nó chạy vào trong side luôn, đặt bom được luôn. Cái đó là chúng ta sẽ có một cái tường nhìn xuyên cộng ulti để đánh side A. Cái tường này nếu mà chơi tốt á, anh em hiểu ý nhau á, là làm gần như sẽ có một to thắng á. Thì đầu tiên là khi anh em vào, anh em ném người ta sẽ to lắm. Rồi ném smoke lên, chết mẹ ném lỗi rồi. Rồi đó, anh em kẻ kẻ đây nè, đó đây, những thằng khác là nó lên đây nó kê cho nè, nó kê đây nè, rồi kê đó nè, không để cho cái thằng này đặt bom nè. Okay. Khi mà thằng này nó cần trụ bom rồi nha, rồi tất cả những thằng khác là ở trong xe bắt đầu lui ra. Lui ra chúng ta sẽ chơi với cái chiến thuật khác là thằng Ranger nó bật cái ul nó lên nè. Đó, kẻ nè. Ok, đứng đây bắn nè. Đứng đây bắn nè. Đó, trên đây luôn, em có thằng trên đây có thể đứng trên đây bắn được nữa nè. Ok chưa, khi mà cái mua này nó hết á, hết hiệu lực rồi đó, mua này nó hết hiệu lực rồi, cái bơm này nó cũng nổ tới nơi rồi. Và cái tường cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến với anh em đó là tường nhìn xuyên cộng ulti. À, đánh nó sai bi kẻ nó như nào thì cũng như đây, tên to đúng không, móc nè, kẻ thẳng nhá. Rồi em ơi, bay qua đây luôn, bay qua đây đép luôn, đây đép nè. Đó, rồi cái thằng đặt bơm á thì nó sẽ ngồi ở đây đặt nè, nó cứ thích, nó thích ngồi ở đâu nó đặt cái mẹ nó không vấn đề gì hết luôn á. Sau khi nó đặt bơm á thì ulti lên nè, đi ra đây nè, đánh ngang nè. Đó, đấy, ở trên sẽ đép đây nè. Đó, ở dưới có thể đứng đây đép nè. Đó, bên phải có thể đứng đây đép nè. Đó, đó là cái tường mình sẽ đánh xe bi.